Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với Talk Show của River và Steve. Mình là Steve đây. Cho những anh chị mới lần đầu theo dõi Talk Show của River và Steve, thì Talk Show của Rui và Steve sẽ đem đến cho anh chị những thông tin mới nhất cũng như những cái phân tích kỹ thuật chuyên sâu về thị trường crypto. À, anh chị có thể theo dõi thêm các cái kênh thông tin khác của Rui và Steve ở trong cái phần mô tả của mỗi video. À, thì Rui và Steve ngoài cái kênh YouTube thì Rui và Steve còn có cái kênh ở trên Telegram là nơi sẽ À, gửi cho mọi người những cái thông tin cập nhật mới nhất về thị trường à, thì mọi người có thể bấm vào cái phần mô tả của bất kỳ video nào thì đều có cái phần à, các cái kênh thông tin chính thức của Ruyvatip và cái cách thức để liên hệ với cả Ruyvatip. À, ngoài ra thì à, gần đây Ruyvatip mới mở thêm một cái à, tuần san báo cáo thị trường tổng hợp tất cả những thông tin nóng nhất cũng như những cái phân tích kỹ thuật à, về thị trường crypto ở trong cái tuần san này hiện giờ đã có 3 số của tuần san và rất vui, River Steve rất vui vì đã đón nhận được cái sự chào đón của mọi người. Thì đây là ví dụ tuần trước, có cái tuần san số 03, thì cái tuần san này được phát hành hoàn toàn miễn phí. Và mọi người có thể đăng ký cái tuần san này thông qua cái hướng dẫn ở trên cái kênh Telegram. Thì mọi người do cái kênh Telegram, cái kênh này, channel chính thức của River Steve thì mọi người sẽ có thể nhận được các cái hướng dẫn để mà đăng ký nhận cái tuần san hàng tuần của Rubership Đó. À, thì đây là cái tuần san, à, mọi người có thể xem qua cái tuần san hàng tuần của Rubership Ship. À, nó có rất nhiều thông tin, mình nghĩ rằng là rất là bổ ích à, cho anh chị nếu mà đang theo dõi và đầu tư ở trong thị trường crypto. À, thì có những cái thông tin này là tổng quan thị trường, mọi người có cái phần mà phân tích kỹ thuật tổng quan toàn bộ thị trường và đưa ra cái kịch bản đưa ra cái bản của bitcoin cho tuần tiếp theo đồng thời là có các cái thông tin về on chain tình hình on chain và cũng đưa ra những cái kết luận và các cái khuyến nghị về cái hoạt động của bitcoin trong tuần tiếp theo và cuối cùng là còn có các cái báo cáo về dòng tiền của những cái quỹ đầu tư lớn ở trong thị trường cũng như những cái tin tức nóng trong tuần mình nghĩ rằng là cái báo cáo này nó rất hữu ích cho chính bản thân bọn mình ở khi bọn mình thực hiện cái báo cáo này thì cũng dành rất nhiều tâm huyết và thời gian để mà tổng hợp các cái thông tin từ những cái nguồn mà xác thực nhất. Cũng như những cái phân tích của Rui và Steve về thị trường crypto. Thì mọi người có thể đăng ký nhận cái báo cáo này vào thứ tư hàng tuần. Thì việc đăng ký này là hoàn toàn miễn phí. Và mọi người hoàn toàn có thể share cái thông tin này cho anh em bạn bè hoặc là người thân. Những ai có nhu cầu quan tâm đến thị trường crypto thì có thể đăng ký để nhận cái báo cáo miễn phí này. Đây mọi người có thể nhìn qua một lượt. Đúng không? tổng quan giá thị trường hành vi giá đó, nhận định những tín hiệu tiêu cực những tín hiệu tích cực đều có có phần khuyến nghị đúng không ạ khuyến nghị các cái tình hình on chain như thế nào đó thì tất cả những thông tin đấy thì mọi người có thể là vào cái kênh telegram của dovinvest để 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 xem cách để đăng ký nhận cái báo cáo này ngoài ra thì mọi người cũng có thể vào cái phần mà kênh cộng đồng À, thì uh, đây là kênh này mọi người vào community này thì ở trong cái phần community này thì uh, riverstick cũng có phần hướng dẫn đăng ký nhận báo cáo thị trường. Đó, thì mọi người uh, có thể uh, tham dự tất cả những cái kênh thông tin của riverstick bao gồm có youtube, kênh telegram, kênh facebook uh, và các cái báo cáo hàng tuần crypto này để nhận được những cái thông tin, những phân tích thị trường cũng như là những cái uh, cái 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 cảnh báo cái cảnh báo của riverstick khi mà có những biến động lớn ở trong thị trường thì quay lại cái video ngày hôm nay thì như đã hứa với mọi người thì steve sẽ cùng với cả mọi người lại cùng đọc và đào sâu vào một cái thông tin khá là hot ở tuần vừa rồi đó là một cái lệnh đó là một cái framework khung khuôn khung khổ toàn diện của nhà trắng ban hành để là gì để phát triển tài sản của luật số tại mỹ thì khung này là một khuôn khổ rõ ràng với các hướng dẫn và mục tiêu để phát triển tài sản kỹ thuật số có trách nhiệm và mở đường cho các hành động tiếp theo ở trong và ngoài nước của nước Mỹ đối với cả cái mảng crypto tài sản kỹ thuật số này thì cái báo cáo này nó sinh ra là đầu tiên nó bắt nguồn từ đâu nó đưa nó bắt nguồn từ một cái lệnh hành pháp một cái lệnh hành pháp vào tháng 3 năm 2022 cách đây tròn 6 tháng của tổng thống Biden thì cái lệnh hành pháp này yêu cầu là những cái cơ quan À, những cái cơ quan lập pháp à, có liên quan thì đều phải nghiên cứu và đưa cái báo cáo của cái cơ quan đó cho à, cho chính phủ à, để cân nhắc đưa ra cái khung pháp lý này. À, thì à, sau khi mà 6 tháng, đây, mình có thể dịch tạm cái này cho mọi người nhìn này. À, sau 6 tháng thì hiện giờ là nó có tất cả là 9 báo cáo. chín à, báo cáo của các cái bộ ban ngành liên quan đã được gửi lên cho nhà trắng và từ đó họ đưa ra tổng hợp họ tổng hợp tất cả các kết hợp những cái báo cáo của những cái bộ ban ngành liên quan về những cái ưu nhược điểm của tài sản kỹ thuật số đồng thời là họ đưa ra những cái action plan những cái kế hoạch tương ứng để phát triển cái món này tại nước mỹ thì chín báo cáo này nó gồm của những cái bộ ban ngành nào nổi bật nhất đương nhiên đúng không? là bộ tài chính thì riêng bộ tài chính không ý, thì họ đã có ba cái báo cáo rồi đây, đây chính là ba cái báo cáo của bộ tài chính về uh, tiền kỹ thuật số à, đây mọi người nhìn này uh, tương lai của tiền tệ và thanh toán thì uh, riêng cái báo cáo về tương lai của tiền tệ và thanh toán này đã có 56 mươi sáu trang Đó, rất nhiều thì để mà tổng hợp ra một cái báo cáo ngắn gọn à, thì uh, các cái bộ ban ngành liên quan này, họ đã đưa ra rất nhiều các cái báo cáo riêng của các cái bộ ban ngành của họ tổng tổng cộng lại là bây giờ chúng ta có 9 báo cáo thì những cái báo cáo mình chia sẻ với cộng người ở đây là những cái báo cáo nổi bật ví dụ những cái báo cáo chúng ta cần quan tâm nhất ở bên bộ tài chính thì chúng ta có báo cáo về tương lai của tiền tệ và thanh toán của năm sáu trang này tài sản crypto phát triển phát triển cho gì những người tiêu dùng này nhà đầu tư và business À, thì cái này cũng có 58 trang à, Những cái báo cáo này để mà đào sâu thì chắc nó cũng khá là mất thời gian ấy. Thì mình sẽ có một cái tổng hợp, cái map, map tổng hợp lại cho mọi người à, Về cái khung pháp lý mà gọi là gì Từ các cái báo cáo này nó sinh ra cái khung pháp lý đó đã Khuyến khích các cái bộ ban ngành làm gì à, Nó đưa ra một cái guideline cho những cái bộ ban ngành liên quan Cho phép họ làm gì, họ thúc đẩy điều gì à, Để mang lại cái kết quả mong muốn là gì à, cho nước Mỹ À, mình sẽ gửi thêm các cái thông tin về các cái báo cáo riêng biệt của những cái bộ ban ngành này trên cái kênh Telegram thì mọi người ai quan tâm có thể vào để mà đọc theo dõi kỹ hơn, mọi xem xét kỹ hơn các cái phần đánh giá của những cái bộ ban ngành liên quan về tài sản kỹ thuật số cũng như quyết tổ của Hoa Kỳ. Mình nghĩ rằng nó nó rất là hay, vẫn rất, rất là có giá trị và đồng thời cũng là có giá trị tham khảo. Ví dụ như là cho những anh chị nào mà đang mình mình biết trong cái nhóm telegram của mình mình cũng đã ngồi chia sẻ thì cũng có những anh chị đang có nhiệm vụ tổng hợp tất cả những cái thông tin này tổng hợp những cái thông tin này để mà gọi là làm các cái báo cáo những cái report liên quan cho những bộ ban ngành liên quan thì mọi người có thể tham khảo thêm của cái góc nhìn của nước mỹ về crypto và tài sản kỹ thuật số chúng ta có báo cáo của bộ tài chính nhé À, chúng ta có bộ báo cáo của bộ thương mại, à, bộ thương mại, à, chúng ta có báo cáo kỹ thuật về cái việc khả thi à, trong cái việc là triển khai cái đồng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương của Hoa Kỳ à, có hẳn báo cáo kỹ thuật, à, còn à, rất nhiều các báo cáo khác, Đấy, có cả cái tuyên bố và báo cáo của cố vấn an ninh quốc gia à, về khung uh, pháp lý cho cái tài sản kỹ thuật số, Đó. thì uh, mình đã tổng kết, mình đã tổng kết tất cả những cái thông tin này lại thành một cái may map như này. À, mình nghĩ rằng với cái may map này thì mọi người sẽ dễ nắm bắt được cái thông tin hơn và nhìn nó có vẻ đơn giản hơn, ngắn gọn hơn là các cái báo cáo kia. Thì cái, nói lại một lần nữa là cái framework được đưa ra ấy, thì nó không phải là một cái điều luật gì cụ thể rõ ràng mà nó là một cái khuôn khổ định hướng, đưa ra những cái điều định hướng để mà hướng dẫn đưa ra những mục tiêu và hướng dẫn để làm gì để phát triển cái tài sản kỹ số tại Hoa Kỳ một cách có trách nhiệm và mở đường cho các cái hành động tiếp theo ở trong và ngoài nước và ứng xử của nước Mỹ với cả tài sản kỹ số và crypto thì họ đưa ra bảy cái tiêu chí ở đây bảy cái tiêu chí mọi người bảy tiêu chí này bao gồm này thứ nhất là phát triển phải để làm gì là phải bảo vệ người tiêu dùng nhà đầu tư của doanh nghiệp Đó. tiếp đến là gì để thúc đẩy đổi mới có trách nhiệm thứ ba là chống các hoạt động tài chính bất hợp pháp Đó. thứ bốn là thúc đẩy quyền tiếp cận các cái dịch vụ của tài chính an toàn và giá cả phải chăng thứ năm là tăng cường uh, sự ổn định tài chính của Hoa Kỳ thứ sáu là tăng cường năng lực cạnh tranh và khẳng định cái vị thế lãnh đạo tài chính toàn cầu của nước Mỹ Đó. thứ bảy cuối cùng và cũng khá là quan trọng chính là cái khám phá tiềm năng của tiền tệ, kỹ luật số của ngân hàng trung ương Hoa Kỳ, CBDC, thì mình sẽ đi vào riêng từng cái cho mọi người xem. Ví dụ với cái này là bảo vệ người tiêu dùng, nhà đầu tư và doanh nghiệp thì chúng ta có khá là nhiều. Mình sẽ tổng hợp ngắn ngắn lại cho mọi người, để mọi người dễ hiểu. Vấn đề là ra là gì? Họ bảo vệ người tiêu dùng khỏi cái gì, đúng không? Vấn đề là ra là giá của những tài sản số, những tài sản số này có biến động mạnh đương nhiên rồi, crypto biến động rất là mạnh, biến động mạnh hơn bất cứ một cái thị trường tài chính truyền thống hiện có nào. Một ngày chúng ta có thể thấy một cái đồng crypto có thể tăng 100%, 200%, thậm chí là 500%. Và cũng có khả năng một ngày một cái đồng crypto hoàn toàn Nó có thể là gì chia hai, chia ba, thậm chí là chia bốn. Thì cái câu chuyện là giá của những tài sản này có biến động rất là mạnh, thì đấy là những cái vấn đề mà nhà trắng và những cái bộ ban ngày liên quan họ nhìn thấy. Thứ hai. Vấn đề đặt ra là gì? Họ thấy rằng là những người bán. Đó, những cái thông tin ở trong thị trường nó chưa được rõ ràng và những người bán thì vẫn thường đánh lừa người mua về các cái tính năng của tài sản kỹ thuật số và đồng thời là thổi phồng cái lợi nhuận mong đợi lên. À, thì đúng là trong thị trường crypto thì chúng ta thấy cái hiện tượng đó rất là phổ biến. Đúng không ạ? Những cái đội nhóm FOMO hay là những cái white paper hoặc là những cái thông tin mà dự án nó đưa ra ấy, nó thổi phồng lên khá là nhiều và khiến là gì đẩy cái sự mong đợi của cái người đầu tư lên rất là cao à, thì đây cũng là vấn đề mà nhà trắng họ nhìn ra và họ muốn giải quyết à, đồng thời là họ gì cái các cái dự án về crypto hiện tại thì cũng đều không tuân thủ luật và quy định hiện hành à, hầu hết đều như vậy à, thứ ba nữa cái vấn đề thứ ba là gì vấn đề gian lận lừa đảo và trộm cắp thêm trên, trên cái thị trường tài sản kỹ thuật số đang gia tăng và theo cái thống kê của các cái bộ ban ngành liên quan trong các cái báo cáo ấy thì uh, tổng cái uh, lượng uh, gọi là gì uh, gian lận đã của năm 2021 thiệt hại đã tăng hơn 600% so với cái năm trước và thống kê của nước mỹ là gì hiện giờ là gì thị trường tài sản kỹ thuật số đã phát triển đáng kể hàng triệu người trên toàn cầu bao gồm À, 16% người Mỹ trưởng thành đã mua tài sản kỹ thuật số và cái tài sản kỹ thuật số à, trong cái thời kỳ cao điểm nhất vào tháng 11 à, năm ngoái thì đã đạt được cái mức vốn hóa thị trường tổng lên đến tận 3.000 tỷ đô và họ nhìn thấy là gì à, cái tài sản kỹ thuật số mang đến những cái cơ hội tiềm năng mà tiềm năng ở đây mà Hoa Kỳ nhìn thấy đương nhiên phải có lợi ích cho Hoa Kỳ đấy là củng cố cái vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ trong cái hệ thống tài chính toàn cầu à, nhưng đồng thời là họ cũng thấy là có những cái rủi ro đồng thời thấy có những cái rủi ro rồi đấy là cái trên là gì những cái vấn đề đúng không chúng ta có 3 vấn đề đặt ra trong bảo vệ người tiêu dùng thì để mà giải quyết cái vấn đề này giải quyết họ sẽ đưa ra những cái khuyến khích những cái khuyến khích cho những cái cơ quan có liên quan để tiếp tục có những hành động một cách mạnh mẽ để giảm thiểu rủi ro xảy ra từ những cái vấn đề ở trên À, đầu tiên là gì họ khuyến khích các cơ quan quản lý ví dụ như là quản lý uh, ủy ban chứng khoán và giao dịch uh, SEC uh, ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai CFTC à, và yêu cầu họ là tích cực theo đuổi các cuộc điều tra và hành động thực thi chống lại các hành vi bất hợp pháp trong không gian tài sản kỹ thuật số thì gần đây mọi người cũng đã thấy được đó là cái ủy ban chứng khoán và giao dịch uh, Hoa Kỳ SEC đã có rất nhiều các hành động tới cái thị trường crypto này và một trong những cái tuyên bố mà chúng ta thấy khá là uh, khá là đáng quan ngại và thể hiện một cái góc nhìn uh, không quá tích cực của SEC với cả thị trường crypto rằng là toàn bộ thị trường crypto này ngoại trừ Bitcoin ra thì tất cả đều phải là chứng khoán đều đang hoạt động như là một chứng khoán và cần phải được quản lý như là chứng khoán. Đó thì bây giờ Ủy ban chứng khoán và giao dịch Hoa Kỳ xác vẫn đang theo đuổi các cái vụ kiện đối với cả những cái đồng crypto có liên quan. thì trong đó thực ra đến bây giờ ấy, thì Ủy ban chứng khoán và giao dịch Hoa Kỳ vẫn chưa có một cái vụ kiện nào và chứng minh cụ thể đúng không? là một cái đồng crypto nào là chứng khoán cả. và bây giờ họ đang theo đuổi các cái vụ kiện. À, trong đó thì cái vụ kiện nổi bật nhất vẫn là cái vụ kiện với cả đồng Ripple XRP và họ kiện cụ thể là họ kiện XRP là chứng khoán và XRP đã bán chứng khoán một cách không cho phép nó không được phép tại Hoa Kỳ cho người dân Hoa Kỳ và cái vụ, vụ kiện này thì đến bây giờ nó vẫn tiếp tục được theo đuổi và vẫn chưa có một cái kết quả ngã ngũ nào hết nhưng mà theo một số những nguồn thông tin thì có vẻ như XRP thì chiếm cái ưu thế nhiều hơn là bên Ủy ban chứng khoán và giao dịch Hoa Kỳ vì vậy nên chúng ta sẽ tiếp tục có những thông tin về các cái vụ kiện của ủy ban giao dịch này trong thời gian tiếp theo. thì cá nhân thì mình hy vọng rằng là LSP bảo vệ được cái câu chuyện là họ hoạt động dưới cơ chế là phi tập trung và không phải là cổ phiếu. hoạt động dưới cơ chế là phi tập trung và không phải là cổ phiếu. thì như thế nó sẽ có những cái 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 cái, cái hành động nhẹ nhàng hơn của những cơ quan quản lý đối với cả thị trường crypto. À, tiếp tục à, họ làm gì nữa họ khuyến khích cục bảo vệ tài chính người tiêu dùng CFPB và ủy ban thương mại liên bang à, phải tăng gấp đôi nỗ lực của họ để theo dõi các khiếu nại người tiêu dùng và thực thi các hành vi không công bằng lừa đảo hoặc lạm dụng à. À, thì chúng ta thấy rằng là ở đợt gần đây cũng có rất nhiều và thực ra là trước đó nữa cũng có rất nhiều các khiếu nại của những người tiêu dùng khi của nước Mỹ nhá, của những người dân Mỹ khi mà đầu tư vào các dự án crypto và những dự án có cái tính lừa đảo chẳng hạn. Hoặc là họ nói rằng là có dấu hiệu, có dấu hiệu thôi, có dấu hiệu lừa đảo, hoặc là có một cái gì đó không được minh bạch ở trong dự án, ví dụ như là cái thông tin mà họ đưa ra trong chúng ta thấy là cái dự án của Luna stablecoin thì ở trong cái dự án Luna và UST stablecoin đó cũng được nêu tên, chỉ mặt đặt tên rất là rõ Ở trong cái bảng tóm tắt này Đó, họ nói đấy là một trong những rủi ro rất là lớn Và đã có cái kết quả đúng không ạ Rủi ro lớn và đem lại cái thiệt hại hơn 600 tỷ đô Cho những cái nhà đầu tư ở trong thị trường crypto đấy. Tiếp đến là gì à, Khuyến khích các cơ quan ban hành cái hướng dẫn Và quy tắc để giải quyết các rủi ro hiện tại nổi cộng cho hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số. Đấy, các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật cũng được khuyến khích hợp tác với nhau để cùng giải quyết các cái rủi ro nghiêm trọng về tài sản kỹ thuật số mà người uh, tiêu dùng, nhà đầu tư và các doanh nghiệp phải đối mặt. Đấy, và họ khuyến khích chia sẻ các cái dữ liệu với nhau. Đấy là cái phần đầu tiên. Đó là bảo vệ người tiêu dùng, nhà đầu tư và doanh nghiệp. Đó. Thứ hai là gì? thúc đẩy đổi mới có trách nhiệm đẩy đổi mới có trách nhiệm là gì. Đó mọi người thấy không? Mỗi cái này thì mình phải tổng hợp lại. mọi người mỗi lần expand ra thì nó có rất nhiều thông tin. nhưng mà cái cách mà mình làm may map như này giúp cho chính bản thân mình nhớ những thông tin rất là lâu. Bởi vì chúng ta đang logic đúng không? Chúng ta đang logic. Mọi người hay hỏi là bây giờ logic là logic như nào thì bản chất là logic là như thế này thôi. Chúng ta đọc bất cứ một thông tin gì thì chúng ta cần có logic kết hợp những thông tin với nhau để chúng ta có thể ra để quyết định thì cái việc vẽ ra My map là giúp cho mọi người có thể logic hóa vấn đề một cách dễ dàng hơn. À, thì ở đây cái phần tiếp theo của cái framework này là gì? thúc đẩy đổi mới có trách nhiệm. vấn đề đặt ra là gì? họ nói rằng là các cái công ty Hoa Kỳ dẫn đầu thế giới về sự đổi mới và các công ty tài sản kỹ thuật số cũng không ngoại lệ. và đến năm 2022 thì Hoa Kỳ có hơn khoảng một nửa trong số 100 công ty công nghệ tài chính có giá trị nhất thế giới và nhiều công ty trong đó kinh doanh dịch vụ tài sản kỹ thuật số và cái vấn đề là chính phủ Hoa Kỳ đã từ lâu đã đóng cái vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự đổi mới của khu vực tư nhân và sự đổi mới này phải có trách nhiệm và họ sẽ tài trợ cho những cái nghiên cứu và giúp các công ty của nước Mỹ có thể cạnh tranh trên toàn cầu và quan trọng là gì giúp cho họ tuân thủ và làm việc chặt chẽ với những công ty gọi là gì sáng tạo đổi mới này để giảm thiểu những cái tác dụng phụ có hại của các cái tiến bộ công nghệ đối với cả cái hệ thống tài chính truyền thống. À, đây là vấn đề họ đặt ra. Nghĩa là họ nhìn thấy rằng, ở ờ, đổi mới sáng tạo thì rất là hay. Nhưng mà đổi mới sáng tạo thì có à, có có hai mặt, đúng không? Nó là con dao hai lưỡi. À, thì trong cái mặt xấu của nó có thể là nó có những cái ảnh hưởng xấu đến những thứ hiện tại, những thứ đang có, à, những cái hệ thống tài chính truyền thống đang vận hành một cách à, theo họ là đang vận hành một cách chân chu thì khi mà có những cái mới vào thì rõ ràng nó sẽ interrupt nó sẽ ảnh hưởng tới những cái quy trình cũ vì vậy nên họ tài trợ uh, cho những công ty đổi mới sáng tạo và đồng thời là uh, giúp cho những công ty này nghiên cứu để giảm thiểu các tác dụng phụ có hại của uh, các tiến bộ khoa học công nghệ với cả cái thứ truyền thống Đó. vậy uh, họ giải quyết như thế nào uh, họ giải quyết là họ sẽ gì yêu cầu những cái bộ ban ngành liên quan bao gồm này văn phòng chính sách khoa học và công nghệ sẽ phát triển chương trình nghị sự nghiên cứu phát triển tài sản kỹ thuật số bắt đầu nghiên cứu về những cái crypto à, thế hệ tiếp theo crypto à, thế hệ tiếp theo à, khả năng lập trình giao dịch bảo vệ an ninh mạng và quyền riêng tư cũng như giảm thiểu tác động môi trường với tài sản kỹ thuật số à. Và giúp cho cái việc mà gì hỗ trợ nghiên cứu chuyển đổi những cái đột phá công nghệ thành sản phẩm cụ thể và sẵn sàng đưa ra thị trường. Tiếp đến là gì? Kho bạc. À, kho bạc và các cái cơ quan quản lý tài chính được khuyến khích sẽ cung cấp cho công ty Hoa Kỳ. À, sáng Các công ty sáng tạo của Hoa Kỳ đang phát triển à, các công nghệ mới này. À, với hướng dẫn quy định chia sẻ phương pháp hay nhất và hỗ trợ kỹ thuật. Thông qua những cái chương trình hỗ trợ. Đó. À, những chương trình hỗ trợ của Hoa Kỳ cho những cái sáng tạo đổi mới, họ có quỹ riêng kho vào họ có quỹ riêng để họ làm cái điều đấy. Một cái vấn đề nữa mà chúng ta cần quan tâm mà bây giờ nó đang bị đánh khá là nhiều, đổi mới có trách nhiệm thì nó có cái phần liên quan đến môi trường. thì bộ năng lượng bộ năng lượng này, cơ quan bảo vệ môi trường và các cơ quan khác sẽ tiếp tục họ sẽ tiếp tục theo dõi xem xét theo dõi thêm các tác động môi trường của các tài sản kỹ thuật số đã phát triển các cái tiêu chuẩn uh, thực thi, thực hiện khi mà thích hợp và cung cấp cho các chính quyền địa phương Các công cụ, nguồn lực và chuyên môn để giảm thiểu tác hại môi trường của những cái tài sản thuật số này Họ không cấm nhé, họ chỉ tìm cách thôi uh, Họ tìm cách để cân bằng cái điều này Và uh, họ khuyến khích những cái dự án nào mà phát triển uh, với cái sự uh, uh, đổi mới có trách nhiệm hơn Nghĩa là uh, giảm thiểu cái tác động vào môi trường của những tài sản thuật số này, đây cũng là một trong những cái lý do quan trọng mà mọi người thấy cái sự kiện giờ mất à, th, à, chính là tuần vừa rồi vừa mới xong đúng không, là Ethereum chuyển từ cơ chế à, đồng thuận từ Proof of Work nghĩa là dùng máy đào à, sang Proof of Stake à, thì cái việc đấy nó cũng giảm rất là nhiều à, cái tác động môi trường từ cái việc đào coi à, tới môi trường thì Ethereum là cái đồng coi lớn thứ hai thị trường và nó cũng là cái đồng trước khi chuyển đổi nó là một cái đồng có cái số lượng máy đào lớn thứ hai chỉ sau chỉ sau BTC ở trong cái cơ chế đồng thuận là pro Work thì bây giờ là cái đồng thứ hai đã chuyển đổi rồi Đó, thì nó đã giảm thiểu rất nhiều thứ và một cái vấn đề nữa là gì Bộ Thương mại họ sẽ kiểm tra thiết lập một cái diễn đàn thường trực để triệu tập các cơ quan liên bang hay là ngành công nghiệp học giả và xã hội dân sự để trao đổi. Đây là làm một cái gọi là hội nghị bàn tròn đúng không ạ? Giữa tất cả những cái bên có liên quan, có kiến thức, từ chuyên gia đến những cái bên hành pháp, lập pháp, học giả, xã hội dân sự, xã hội đúng không? public luôn. Để trao đổi những cái kiến thức và ý tưởng để cùng xây dựng những cái quy định, tiêu chuẩn, điều phối, hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ nghiên cứu đối với cả cái việc mà gì thúc đẩy đổi mới có trách nhiệm à, tiếp theo là chống các hoạt động tài chính bất hợp pháp à, thì cái vấn đề này của à, các cái báo cáo đưa ra mình nghĩ rằng là những ai đã theo dõi thị trường một thời gian dài rồi thì đây cũng là một cái vấn đề mà hầu hết những cái cơ quan quản lý nhà nước e ngại đối với cả thị trường crypto bởi vì crypto là gì là ẩn danh À, crypto là gì? À, crypto là giao dịch không cần à, bên thứ ba xác thực, à, hai bên có thể giao dịch trực tiếp với nhau. Vì vậy nên có thể à, nó sẽ phát sinh, à, nó sẽ phát sinh những cái vấn đề mà ở đây là gì? À, thứ nhất là gì? Hoa Kỳ là nước đi đầu trong việc áp dụng khuôn khổ chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố cho mọi sinh thái tài tràn, sản, sản kỹ thuật số này. Đấy. và vấn đề là gì các tài sản kỹ thuật số ẩn danh và có thể điều chuyển nhượng mà không cần à, trung gian tài chính nào thì đã bị những kẻ xấu lợi dụng để rửa tiền bất hợp pháp này tài trợ khủng bố này phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tiến hành một loạt các cái tội phạm hoạt động tội phạm khác à, những cái người ủng hộ crypto thì họ đưa ra những cái phản bác luận điểm phản bác à, khá là hay à, rằng là gì à, nếu mà à, các cái cơ quan này họ xem lại họ thống kê lại một cách nghiêm túc thì họ sẽ thấy rằng đấy là cái lượng tiền mà được chứng minh rằng được đem đi phục vụ cho những cái lợi ích xấu ví dụ như là rửa tiền tài trợ khủng bố hay là vũ khí hủy diệt hàng loạt các thứ của crypto nó chưa chiếm đến một phần vạn của uh, tài chính truyền thống đó nghĩa là gì cái phần mà tài chính truyền thống cái phần mà gì có định danh rõ ràng cái phần mà có thể À, cái phần mà bắt buộc mà chuyển nhượng thông qua các cái bên trung gian tài chính thì cũng đang gặp những cái vấn đề tương tự như thế này à, cũng đang được dùng để rửa tiền cũng tài trợ khủng bố tất cả những thứ đó và cái lượng tiền đi qua cái hệ thống tài chính truyền thống mà đã có đủ à, những cái tầng cấp nó phải định danh phải thông qua trung gian này à, nó vẫn chiếm một cái tỷ lệ cực kỳ lớn à, và crypto vẫn chưa nhầm nhò gì so với cả cái số tiền mà thông qua hệ thống tài chính truyền thống vì vậy nên đây là vấn đề chung Đó. đây là vấn đề chung có thể cái vấn đề mà để mà xảy ra cái câu chuyện rửa tiền này nó không phải nằm ở câu chuyện ẩn danh không phải nằm ở cái việc mà chuyển nhượng không cần trung gian của crypto bởi vì là ở truyền thống nó định danh và có trung gian thì cũng vẫn có và thậm chí là cái lượng tiền đi qua thống kê thì nó nhiều hơn không biết là bao nhiêu lần so với crypto hiện tại cả thì tuy nhiên rằng đây là góc nhìn của những nhà quản lý của nước mỹ chúng ta tôn trọng góc nhìn đó và chúng ta sẽ xem tiếp là gì cái cách giải quyết của họ là gì giải quyết là gì tổng thống đánh giá xem liệu có nên kêu gọi quốc hội sửa đổi đạo luật bảo mật ngân hàng hay không để là gì để, để có thể xem xét được nhiều hơn đúng không ạ cái đạo luật chống tiền boa và luật chống chuyển tiền trái phép hay không để áp dụng rõ ràng cho các nhà cung cấp dịch vụ tài chính kỹ thuật số Đó. nghĩa là sửa đổi những cái đạo luật này thì những cái đạo luật này hiện giờ nó đang áp dụng cho à, cái hệ thống tài chính truyền thống mà chưa áp dụng cho các dịch vụ tài sản kỹ thuật số vì vậy nên họ đang cân nhắc để sửa đổi các cái đạo luật à, chống rửa tiền các loại như này để nó phù hợp hơn với cả cái thị trường kỹ thuật số hiện tại à. À, bao gồm ở đây họ có cả bao gồm cả nft luôn các cái nền tảng nft ở đây cũng rất là quan trọng và à, họ thúc đẩy là gì nâng cái mức hình phạt đối với các hành vi chuyển tiền không có giấy phép à, để phù hợp với các hình phạt cho các tội phạm tương tự theo các đạo luật rửa tiền khác và sửa đổi các đạo luật liên quan à, để cho phép bộ tư pháp truy tố tội phạm tài sản kỹ thuật số ở bất kỳ khu vực tài phán nào mà nạn nhân của những tội ác được tìm thấy nghĩa là họ sẽ gì họ sẽ uh, sửa đổi những cái khung pháp lý của những cái điều luật uh, liên quan đến tội phạm rửa tiền và những cái thứ liên quan uh, mà hiện tại đang áp dụng cho tài chính truyền thống uh, họ sẽ phải sửa đổi để nó có thể áp dụng được uh, với cả tài sản kỹ thuật số uh, và cho phép những cái bộ ban ngày liên quan như là bộ tư pháp có quyền đúng không? truy tố các cái tội phạm liên quan đến tài sản kỹ thuật số này một cách rõ ràng hơn bởi vì bây giờ là nó chưa có chưa có những cái điều liên quan như vậy nên mỗi khi mà các cái điều này xảy ra thì uh, các cái uh, chưa có điều luật rõ ràng và các cái bộ ban ngày liên quan họ cũng rất khó để mà truy tố những cái tội phạm liên quan đến tài sản quyết số này Đấy, và giải quyết tiếp là gì họ tiếp tục theo dõi uh, sự phát triển của các cái lĩnh vực tài sản quyết luật số và các cái rủi ro bất hợp pháp liên quan để xác định bất kỳ cái lỗ hổng nào của các cái chế độ pháp lý quy định giám sát vân vân À, kho bạc sẽ phải đánh giá rủi ro tài chính bất hợp pháp về tài chính phi tập trung vào cuối tháng 2 năm 2023 và đánh giá về các cái mã thanh báo NFT vào tháng 7 năm 2023 thì tháng 2 đến tháng 7 chúng ta sẽ phải có báo cáo của kho bạc để để đánh giá về các cái hành vi rủi ro của tài chính phi tập trung các cái hành vi bất hợp pháp ở trong đó đối với cả hệ thống truyền thống các cái sở ban ngành liên quan thì À, sẽ tiếp tục vạch trần và trần phá vỡ các cái tác nhân bất chính và giải quyết cái vấn đề lạm dụng tài sản kỹ thuật số à, Khô bạc cũng sẽ tăng cường đối thoại khu vực tư nhân để đảm bảo rằng là các công ty họ hiểu các nhiệm vụ hiện có và rủi ro tài chính bất hợp pháp liên quan đến tài sản kỹ thuật số à, để giảm thiểu cái việc là gì à, không hiểu luật và vi phạm à, thì đấy là cái hoạt động là gì chống cái hoạt động tài chính bất hợp pháp à, thì chúng ta thấy là gì rất nhiều đúng không ạ bảy bảy cái mốc này bảy cái thứ này à, là những cái guideline những cái hướng dẫn cụ thể của uh, các cái bộ ban ngày liên quan họ gửi lên cho nhà trắng tổng hợp lại và lại đưa lại ban hành xuống yêu cầu là họ phải thực hiện à, mình thấy rằng là nó nó rất là hay đấy à, thì sau sau cái framework này thì những cái bộ ban ngày liên quan của nước mỹ thì họ sẽ có À, quyền đúng không? họ lấy quyền họ sẽ đưa ra những cái quy định cụ thể hơn à, liên quan đến những cái hành vi à, phạm pháp à, liên quan đến tài sản kỹ thuật số thì à, họ có thể quản lý thì, thì ngay trước cái video này á, mọi người thấy cái video trước là một cái à, báo cáo của à, cục dự trữ liên bang Fed à, báo cáo của dự trị, cục dự trữ liên bang Fed đối với cả tài chính phi tập trung thì trong cái báo cáo đấy nó cũng nêu ra rất nhiều cái vấn đề đúng không ạ nó nêu ra rất nhiều vấn đề và nó thấy rằng là gì Ở cái tài chính phi tập trung ấy nó đang ngày càng phát triển và nó có khả năng sẽ ảnh hưởng tới cái thị trường tài chính truyền thống không sớm gì muộn bởi vì khi mà cái quy mô nó đủ lớn thì nó sẽ ảnh hưởng còn hiện tại thì quy mô nó còn rất là bé tuy nhiên rằng là họ nhìn thấy tiềm năng và họ nói rằng là phải nhanh chóng phải có những cái 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 điều luật để có thể quản lý được khi mà những cái ảnh hưởng nó xảy ra thì ngay sau cái báo cáo đấy thì chúng ta có cái framework này thì cái framework này là nó mở đường cho những cái cơ quan ví dụ như là cục dự trữ liên bang và các cơ quan như là bộ tài chính hay là bộ thương mại của nước mỹ đưa ra những cái điều luật cụ thể như vậy à, yêu cầu là ở các ông nghiên cứu xong rồi thì bây giờ các ông phải đi sâu hơn đi sâu tiếp vào nghiên cứu và đưa ra những điều luật và những cái điều luật đấy nó giúp cho bảy cái điều sau là phải bảo vệ được người tiêu dùng điều luật đấy phải bảo vệ được người tiêu dùng điều luật đấy phải thúc đẩy đổi mới có trách nhiệm điều luật đấy phải chống lại được các hoạt động tài chính bất hợp pháp các điều luật đưa ra phải thúc đẩy quyền tiếp cận các dịch vụ tài chính an toàn giá cả phải chăng tăng cường sự ổn định tài chính của hoa kỳ tăng cường năng lực cạnh tranh và lãnh đạo tài chính toàn cầu của nước mỹ và khám phá tiềm năng của tiền tệ kỹ thuật số ngân hàng trung ương hoa kỳ đó bảy cái gai like họ đưa ra rất là mình nghĩ rất là hay rất là rõ ràng à đó. Đó, chúng ta đi vào tiếp nhé đi vào tiếp uh, các cái này thì mình có lẽ là mình sẽ lướt nhanh hơn một chút bởi vì là uh, video cũng khá là dài rồi thúc đẩy quyền tiếp cận thì làm sao vấn đề là gì à, đặt ra là 7 triệu người Mỹ không có tài khoản ngân hàng và 24 triệu người khác dựa vào các dịch vụ phi ngân hàng tốn kém như là chuyển tiền xuyên biên giới đó. đấy là vấn đề không chỉ của các nước kém phát triển mà kể cả những cái nước gọi là phát triển top đầu thế giới như nước Mỹ cũng vẫn có những cái vấn đề này. Đúng không? 7 triệu người không có tài khoản ngân hàng. 24 triệu người dựa vào các dịch vụ phi ngân hàng tốn kém. Đó. Và đối với những người sử dụng ngân hàng nhé, có tài khoản ngân hàng thì việc thanh toán bằng cơ sở à tầng tài chính truyền thống cũng vẫn rất tốn kém và chậm. Chi phí rất là nhiều, chậm và nhiều khi là có rủi ro ở trong cái việc đó và liên quan đến hệ thống kỹ thuật vấn đề họ nhìn thấy như vậy và họ cần là gì uh, thanh toán à, thanh toán hiệu quả hơn và áp dụng công nghệ tài sản kỹ số và phải thanh toán và cụ thể ở đây là chúng ta có FedNow này phép uh, nào là một cái uh, một cái nền tảng thanh toán bù trừ liên ngân hàng 24/7 tức thời sẽ thúc đẩy hơn nữa các cơ sở tầng trên toàn quốc cho các khoản thanh toán tức thì có cùng hệ thống thanh toán theo thời gian thực thì cái phép nào này có lẽ rằng là sẽ để cái video tiếp theo đi để chúng ta tìm hiểu về cái công cụ này của giới chữ liên bang mỹ công cụ khá là hay đấy và nó cũng khá là kín tiếng họ nghiên cứu nhưng mà nó khá là kín tiếng nhé mọi người và bây giờ mới thấy đề cập ở trong cái báo cáo và trong cái framework này nghĩa là họ sẽ khuyến khích giải quyết khuyến khích sử dụng một cái cơ sở hạ tầng À, chuyển tiền ở trên à, ở trên cái mạng lưới kỹ thuật blockchain à, và mang tên là FedNow. Now à, và năm 2023 nó sẽ ra đời nó là một cái hệ thống thanh toán bù trừ liên ngân hàng của toàn bộ nước Mỹ à, và ở đây họ cũng có lưu ý là gì một số tài sản kỹ thuật số có thể giúp tạo điều kiện thanh toán nhanh hơn và làm cho các dịch vụ tài chính dễ tiếp cận hơn À, thì mình không biết ở đây họ đề cập đến một số tài sản kỹ thuật số có thể giúp tạo điều kiện thanh toán nhanh hơn và làm cho các dịch vụ tài chính dễ tiếp cận hơn là cái tài sản kỹ thuật số nào rất có thể trong năm 2023 chúng ta sẽ sẽ có một cái surprise cái bất ngờ bất ngờ từ uh, cục Dự trữ liên bang họ có thể họ chỉ định một số cái tài sản kỹ thuật số mà bây giờ chúng ta đang đang được giao dịch trong đó có ví dụ có Bitcoin hay là có Ethereum đó, được sử dụng để hỗ trợ ở trong cái việc mà gì thanh toán nhanh hơn và làm cho dịch vụ tài chính dễ tiếp cận hơn này mà họ đề cập ở đây à, khá là hay à, giải quyết tiếp theo là gì à, đương nhiên đúng không ạ có cái giải pháp này của cục sĩ liên bang rồi thì họ sẽ phải khuyến khích việc áp dụng các cái hệ thống thanh toán tức thì như là FedNow Now. À, và như này họ sẽ là gì sẽ có một cái khoản tiền để hỗ trợ và đương nhiên là có những cái hành lang pháp lý để hỗ trợ cho các cái nhà cung cấp dịch vụ thanh toán phát triển và sử dụng công nghệ sáng tạo để tăng khả năng giúp cho người dân mỹ có thể tiếp cận với các khoản thanh toán tức thì và sử dụng các hệ thống thanh toán tức thì cho các cái giao dịch của riêng họ khi thích hợp đồng thời là tạo khuôn khổ để điều chỉnh các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán phi ngân hàng, điều chỉnh quy định quy chế, đồng thời là quỹ khoa học quốc gia này cũng sẽ hỗ trợ nghiên cứu trong lĩnh vực kỹ thuật và kỹ thuật xã hội kinh tế học hành vi để đảm bảo rằng hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số được thiết kế để tất cả mọi người đều có thể được sử dụng được, bao trùm công bằng và có thể truy cập được. Thì đấy là cái việc thúc đẩy. thì trong cái thông tin này chúng ta cũng thấy nó cũng có một thứ bật mí cũng hay hay là một là gì chúng ta có phép nào là một cái hệ thống thanh toán mà được phát triển bởi cục dự trữ liên bang và thứ hai là họ nói rằng là một số tài sản kỹ thuật số có thể giúp tạo điều kiện thanh toán nhanh hơn và làm cho các dịch vụ tài chính dễ tiếp cận hơn thì không biết là tài sản nào có thể là sắp tới ạ năm tới chúng ta có thể thấy một vài tài sản sẽ được ở trong cái danh mục này của Fed rồi tiếp là tăng cường sự ổn định tài chính à, vấn đề đặt ra là gì tài sản kỹ thuật số và hệ thống À, tài chính uh, chính thống ngày càng trở nên gắn bó với nhau à, nó không thể tách rời được à, bên quýt và bên truyền thống à, càng ngày họ đánh giá là nó càng gắn bó với nhau à, và chính vì cái sự gắn bó này ấy, nó tạo ra một cái sự hỗn loạn có tác động thì lan tỏa nghĩa là khi mà có khủng hoảng ở bên tài sản quỹ số thì rất có thể nó sẽ gây ra sự ảnh hưởng tương tác đến hệ thống tài chính truyền thống mà cụ thể ở đây là họ có đề cập đến cái vụ việc của luna đó, và họ ghi rất rõ là gì stablecoin có thể tạo ra các đợt uh, gián đoạn của hệ thống tài chính truyền thống nếu không được kết hợp với các quy định phù hợp. Đấy, và họ nói rằng là cái đấy đã xảy ra rồi. Đấy, vào tháng 5 năm 2022 là stablecoin Terra USD, USD đã bị sụp đổ và nó kéo theo một cái làn sóng vỡ nợ và xóa sổ cái khối tài sản gần 600 tỷ đô. Đó chính là sự sụp giảm của thị trường crypto mọi người. Đó. Họ giải quyết là gì kho bạc Đó. cái nhiệm vụ này là gì kho bạc sẽ phải làm việc à, liên quan đến các tổ chức tài chính à, để giúp họ là tăng cường năng lực trong việc xác định và giảm thiểu các lỗ hổng bảo mật bằng cách chia sẻ thông tin và thúc đẩy một loạt các cái bộ dữ liệu và công cụ phân tích đồng thời là kho bạc sẽ làm việc với các cơ quan để xác định theo dõi và phân tích rủi ro chiến lược mới nổi có liên quan đến thị trường tài sản thuật số để hợp tác và xác định rủi ro như vậy với các đồng minh của hoa kỳ à, bao gồm thông qua các tổ chức quốc tế như tổ chức hợp tác phát triển kinh tế và ban ổn định tài chính à, nó sẽ kết hợp mà liên quốc gia liên quốc gia để mà xử lý cái vấn đề này à, và thực ra thì nói câu chuyện stablecoin à, nhà trắng cũng có một cái framework riêng có rồi nhé để nói về cái việc mà phát triển stablecoin thì có thể mình sẽ cái điều này lại nói mọi người ở trong một cái video khác đấy, nhưng mà trong cái stable coin đấy thì cũng có đề cập đến ở trong cái báo cáo về tài chính phi tập trung của cục dự trữ liên bang rồi đấy, họ nói rằng là một trong những cái điều đấy là gì quản lý cái bên mà à, gọi là bảo chứng Đó, bởi vì là stable coin thì à, hầu hết những stable coin giờ đang được phát triển thì đều phải tuân thủ cái câu chuyện là phải có bảo chứng bằng USD và nó sẽ neo giá với cả một đồng usd một đồng stablecoin phát triển ra thì phải có một cái lượng tài sản tương ứng với cả một usd được bảo chứng và được khóa ở trong cái ngân hàng và được cấp phép của nước mỹ đó thì cái điều này nó đã có framework rồi và các bên họ đang thực thi và họ siết chặt hơn trong cái việc phát triển stablecoin nghĩa là không phải ai muốn phát triển stablecoin cũng được phát triển stablecoin mà phải đáp ứng những cái điều khoản có liên quan thì mới được đứng ra để gì để bảo chứng tài khoản và phát hiện phát triển stablecoin ra thị trường. Đó. Và chúng ta thấy rằng là những cái đồng stablecoin lớn nhất thị trường hiện tại thì đều có được chống lưng bởi những cái tổ chức tài chính rất là lớn. Ví dụ như là USDC đây. đơn cử như USDC thì chúng ta thấy rằng là USDC được phát triển bởi công ty Circle Mà công ty Circle thì bây giờ đang có Cố vấn tài chính và cái bên quản lý tài chính á, Chính là à, Chính là gì đơn vị à, Cái cái gọi là gã khổng lồ Trong cái mảng quản lý tài sản Là BlackRock à, Thì BlackRock bây giờ đang đứng đằng sau Circle Để quản lý tài sản cho Circle trong cái việc phát triển à, USDC Và kể cả chiến lược của USDC Cũng là BlackRock sẽ là cái bên à, tư vấn Đó à, tiếp đến, đó. hoa kỳ luôn luôn rồi họ luôn luôn là cái nước dẫn đầu thế giới à, về mọi mặt, họ luôn luôn muốn à, giữ vững vị thế của họ như vậy, ở trong đó có cả tài sản kỹ thuật số. thì ở trong cái framework này họ cũng nói rằng là gì, một trong những cái mục tiêu là phải tăng cường năng lực cạnh tranh và lãnh đạo tài chính toàn cầu của nước mỹ. À, chúng ta cùng xem vấn đề là ra là gì. À, các cơ quan thiết lập tiêu chuẩn toàn cầu đang thiết lập các chính sách hướng dẫn và khuyến nghị quy định cho các tài sản kỹ thuật số và vì vậy nên nước mỹ cần làm việc tích cực với các đối tác để đưa ra các chính sách phù hợp với các mục tiêu và giá trị của nước mỹ đồng thời củng cố vai trò của nước mỹ trong cái hệ thống tài chính toàn cầu à, và đồng thời là hoa kỳ nước mỹ họ có họ nhìn thấy ở đây có một cơ hội quý giá để mà hợp tác với các quốc gia mà những quốc gia mà vẫn còn đang phát triển vẫn còn đang lăn tăn trong việc phát triển hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số và như thế thì hoa kỳ sẽ có thể có vai trò là gì giúp uh, gọi là gì hỗ trợ họ đảm bảo rằng cơ sở tổng uh, tài chính pháp lý công nghệ của các quốc gia này tôn trọng các giá trị cốt lõi mà hoa kỳ cho rằng quan trọng mình nghĩ là vậy Đó. giải quyết họ giải quyết một cách nào họ tận dụng tất cả các vị trí của hoa kỳ trong các tổ chức quốc tế để đưa cái thông điệp về các cái giá trị của hoa kỳ liên quan đến tài sản quân số các cơ quan của Hoa Kỳ cũng sẽ tiếp tục và mở rộng vai trò lãnh đạo của họ về tài sản kỹ thuật số làm việc tại các tổ chức quốc tế và các cơ quan thiết lập tiêu chuẩn ví dụ như là G 7 G 20 mươi rất nhiều Đó. nghĩa là họ sẽ tận dụng tất cả những cái vị thế và tầm ảnh hưởng của họ ở trong các cái tổ chức tài chính thế giới để khẳng định cái giá trị và cái sự lãnh đạo của Hoa Kỳ về cái tài sản kỹ thuật số này. Đó đồng thời đúng không bộ ngoại giao bộ tư pháp lại tăng cường à, hợp tác hỗ trợ các cơ quan đối tác nước ngoài này. họ bạc các thứ tìm hiểu thêm hỗ trợ kỹ thuật cho các cái nước đang phát triển xây dựng cơ sở ả tầng và dịch vụ tài sản kỹ thuật số à, và bộ thương mại à, cũng sẽ giúp các công ty tài sản kỹ thuật số và công nghệ tài chính tiên tiến hoa kỳ tìm được chỗ đứng trên thị trường toàn cầu cho các sản phẩm của họ à, họ khuyến khích à, họ đẩy đúng không? họ tìm mọi cách không cấm chúng ta nhìn thấy rõ ràng đúng không? không cấm nhưng mà nó cần ở trong khuôn khổ cho phép và đồng thời là những cái thứ đấy họ sẽ giúp để thúc đẩy để khẳng định cái vị thế của nước Mỹ một lần nữa à, ở trong cái thị trường tài sản quyết số này. Rõ ràng chúng ta có thể thấy rằng là nước Mỹ có thể đang coi à, đây như là một cái cuộc cách mạng, à, một cái cân, cuộc cách mạng có thể tương đương à, với những cái cuộc cách mạng công nghệ thông tin trước đó về Internet, về Smartphone và bây giờ chúng ta có gọi là tài sản kỹ thuật số à, bây giờ nó hiện thực hơn bao giờ hết rồi nó không còn là viễn tưởng nữa đúng không ạ à. và cuối cùng là gì là khám phá tiềm năng của tiền tế kỹ thuật số của ngân hàng trung ương hoa kỳ à, thực ra thực ra đối với cá nhân mình nhìn ấy, thì nó góc độ của những nhà quản lý thì nó rất là tốt bởi vì nó cho phép họ quản lý mọi thứ từng chân tơ kệ tóc trong nền kinh tế nếu mà họ phát triển được cái tiền kỹ thuật số của hàng trung ương bởi vì đơn giản như trong cái bài post của telegram mình có nói thì nó đơn giản là gì nó là blockchain nhưng mà có kyc Đó, có blockchain nhưng mà lại bắt xác thực danh tính thì rõ ràng người ta biết là chúng ta đang làm gì Đó, làm bất cứ một hành động nhỏ nào đều biết cả và vấn đề họ nhìn thấy là gì CBDC của Hoa Kỳ là một dạng kỹ số của đô la Mỹ và có tiềm năng mang lại những lợi ích đáng kể. Đó. Họ nói rằng là ừ, với cái CBDC thì cho phép hệ thống thanh toán hiệu quả hơn, tạo nền tảng sửa đổi mới công nghệ hơn, tạo điều kiện cho các giao dịch xuyên biên giới nhanh hơn, bền vững hơn với cả môi trường. Thì về mặt đánh giá về mặt tiềm năng công nghệ, họ thấy rất là ok, rất là good, đúng không ạ? Đồng thời là về tiềm năng về câu chuyện quản lý, họ thấy cũng rất là good luôn đã thúc đẩy tài chính cũng bằng uh, bằng cách tạo điều kiện tiếp cận cho nhiều người tiêu dùng, thúc đẩy tăng trưởng của định kinh tế, bảo vệ rủi ro hoạt động, uh, bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu nhạy cảm, giúp duy trì vai trò lãnh đạo tài chính toàn cầu của Hoa Kỳ hỗ trợ hiệu quả các lệnh trừng phạt, đúng hỗ trợ rất hiệu quả các lệnh trừng phạt. này với blockchain uh, là uh, đương nhiên, đúng không ạ? tất cả những cái thông tin mà giao dịch ở trên đó họ đều có thể nhìn được hết. Và bây giờ đặc biệt là có KYC thì họ biết đó là ai. À, chúng ta làm gì chúng ta đi nhà sĩ chúng ta đi mua cái bàn trẻ răng là họ cũng biết được hết đó, tiềm năng rất là cao về cả mặt quản lý cả mặt công nghệ áp dụng tất cả những thứ như vậy nhưng mà nhưng mà nói ra thì chúng ta thấy nó là con dao hai lưỡi mà mất cái quyền riêng tư họ nói rằng là họ đảm bảo quyền riêng tư nhưng không biết là đảm bảo kiểu gì bởi vì họ thấy đó, đó, họ thấy và chúng ta cái quyền riêng tư của họ lại của chúng ta lại ở trong tay cái việc là họ có 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 giữ gọi là giữ giữ thông tin đấy một cách bảo mật và không công khai hay không đấy, và họ lời hứa của họ thôi đúng không ạ và giải quyết là gì chính quyền phát triển cái mục tiêu chính sách hệ thống này khuyến khích cục dự trữ liên bang tiếp tục nghiên cứu thử nghiệm và đánh giá cbdc nhé fed cũng có nhiệm vụ cực kỳ quan trọng trong cái việc bởi vì fed là cái nơi in tiền mà indo mà thì cái nhiệm vụ phát hành cbdc chính là nhiệm vụ của fed Đó. Bộ Tài chính cũng sẽ làm việc ở đây. Có một cái nhóm công tác liên ngành đúng không ạ? Để xem xét tác động tiềm ẩn của CBDC. Và đồng thời tận dụng chuyên môn kỹ thuật giữa các chính phủ và chia sẻ thông tin với các đối tác. À, lãnh đạo của dự trữ liên bang này, hội đồng kinh tế quốc gia này, hội đồng an ninh quốc gia, văn phòng chính sách học công nghệ, Bộ Ngân khố là chính là Bộ Tài chính sẽ họp thường xuyên để thảo luận về tiến độ của nhóm làm việc và chia sẻ thông tin cập nhật về CBDC ở các thanh toán khác và những cái đổi mới khác. Đó, thì đấy là toàn bộ toàn cảnh của cái framework về phát triển tài sản kỹ thuật số của Hoa Kỳ một cái khuôn khổ rất là toàn diện theo mình là rất là toàn diện của Hoa Kỳ về tài sản kỹ thuật số đây cũng là cái framework đầu tiên framework đầu tiên của nước Mỹ và đầu tiên của thế giới về cách ứng xử và hoạt động với cả tài sản kỹ thuật số này thì đấy là cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với mọi người ngày hôm nay thì rất mong rằng cái thông tin mà mình chia sẻ ở đây nó mang lại cái giá trị cho mọi người và nếu mọi người thấy hay thấy có ích thì mọi người hãy cho một like một share và một subscribe kênh youtube của Ruva và Steve. và nhắc lại là nếu mọi người quan tâm hơn thì mọi người vào kênh telegram của Ruva Steve để có thể nhận được những thông tin mới nhất đồng thời là đăng ký để mà nhận cái tuần san báo cáo crypto hàng tuần được phát hành vào thứ tư của Ruva Steve. cảm ơn mọi người và chúc mọi người một tuần làm việc hiệu quả hẹn mọi người ở trong những cái video tiếp theo